nam thần Nadesh Kuvimia nhảy si tình, hé lộ sẵn sàng sang Việt Nam đóng phim. Chiều ngày 19 tháng 10, Nadesh Kuvimia cùng đoàn phim Ti Dốt Hai giao lưu với khán giả tại thành phố Hồ Chí Minh. Tài tử Thái Lan thích thú nhảy si tình, hát tặng fan Việt, thậm chí chia sẻ sẵn sàng sang Việt Nam đóng phim tình cảm. Nadesh Kuvimia, Nina Nutacha Jessica Padovan và Denis Yelicha Kapaung, từ trái sang, giao lưu với khán giả Việt vào chiều ngày 19 tháng 10. Nam diễn viên Nadesh Kuvimia cùng hai bạn diễn trong Ti Dốt, Quỷ Ăn Tạng 2, Ti Dốt 2 là Denis Yelicha Kapaung và Nina Nutacha Jessica Padovan được săn đón khi đến thành phố Hồ Chí Minh quảng bá bộ phim giữa lúc tác phẩm đang gây sốt tại rạp Việt. Tài tử Thái Lan chia sẻ lý do tác phẩm được nhiều khán giả Việt yêu thích: "Để tôi nghĩ đời sống xã hội và văn hóa của Thái Lan, Việt Nam đều là hai nước cùng trong khu vực Đông Nam Á, sẽ có sự tương đồng, đặc biệt là vấn đề tâm linh, ma quỷ. Có lẽ, đó cũng là lý do khiến cho bộ phim Ti Dốt 2 chạm đến trái tim khán giả Việt hơn những bộ phim khác. Tôi rất tự hào khi một bộ phim Thái Lan được đón nhận tại Việt Nam như vậy." Bộ ba diễn viên chính của Ti Dốt 2 hào hứng chia sẻ về tác phẩm Nadesh Kuvimia, cùng hai đàn em cũng có những chia sẻ cởi mở về vai diễn trong phim, cảm ơn sự đón nhận của khán giả. Denis Yelicha Kapaung chia sẻ rằng vai diễn trong Ti Dốt, Quỷ Ăn Tạng là cột mốc phát triển sự nghiệp cho bản thân mình. Nữ diễn viên 17 tuổi bộc bạch: "Để tôi cảm thấy rất vinh dự khi đóng góp phần nhỏ trong thành công của Ti Dốt. Đây là lần đầu tiên tôi chạm ngõ với điện ảnh. Có thể nói Ti Dốt đã trở thành cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Sau bộ phim, tôi đã nhận được những cơ hội mới khác. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến khán giả Việt Nam vì đã yêu thương bộ phim." Denis Yelicha Kapaung thân thiện trong buổi gặp gỡ khán giả, truyền thông Việt Nam. Trong phim, nữ diễn viên 17 tuổi gây ấn tượng với vai X, người chị luôn yêu thương và bảo bọc các em. Cô mang nét đẹp thanh tú cùng diễn xuất nhập tâm, tự nhiên sau nhí Nina Nutacha Jessica Padovan đảm nhận vai em út IE trong phim, ghi điểm với lối diễn xuất thần, có nhiều phân cảnh rùng rợn đắt giá. Nữ diễn viên 10 tuổi được khán giả Việt yêu mến bởi vẻ ngoài dễ thương, hay cười và tự tin thể hiện tài năng hát, nhảy nổi trội trong buổi giao lưu. Bên cạnh đó, cả ba diễn viên đều bày tỏ rằng họ sẵn sàng tham gia dự án phim hợp tác với Việt Nam nếu nhận được lời mời. Diễn viên nhí Nina cũng chia sẻ: "Để em sẵn lòng để được đóng phim Việt vì em là một người thích thử thách bản thân, nên em vẫn muốn thử sức ở phim kinh dị nếu có cơ hội này." Còn Denis Yelicha Kapaung nói cô muốn thử sức với thể loại hành động, trong khi Nadesh Kuvimia chia sẻ anh muốn đóng phim hài, tình cảm lãng mạn. Ngôi sao sinh năm 1991 trả lời câu hỏi về việc nếu nhận được lời mời sang Việt Nam đóng phim: "Thì tôi sẽ đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ, vì tôi vừa đóng phim ma rồi nên tôi muốn đóng phim hài, tình cảm lãng mạn. Bản thân tôi là người thích phim hài, những bộ phim đem lại nhiều tiếng cười cho người xem, không cần quá nhiều nội dung triết lý gì, càng buồn cười, càng khùng càng điên thì càng thích ạ. Nếu tôi nhận được lời mời đóng những bộ phim hài thì sẽ hào hứng hơn những dòng phim khác." Nadesh Kuvimia chia sẻ anh sẵn sàng sang Việt Nam đóng phim nếu có lời mời phù hợp. Tài tử 33 tuổi cùng hai em gái khiến khán giả thích thú khi nhảy si tình trong buổi giao lưu. Bộ ba diễn viên Ti Dốt 2 thích thú khi được hỏi rằng có thường xuyên theo dõi các sản phẩm phim ảnh, âm nhạc tại Việt Nam không. Cả ba đều hào hứng chia sẻ rất yêu thích bài hát si tình của ca sĩ Hoàng Thùy Linh. Trong một phút ngẫu hứng, họ đã cùng nhau nhảy vũ điệu si tình do chính khán giả hòa giọng hát. Ngoài ra, Nadesh Kuvimia còn trổ tài hát nhạc phim Ti Dốt, Quỷ Ăn Tạng 2 để gửi tặng khán giả nhân dịp 20.10 sắp đến. Điều này đã tạo nên sự giao lưu gần gũi giữa các diễn viên và người hâm mộ Việt. Nadesh Kuvimia cùng bạn diễn đội Nón Lá thân thiện tương tác, ký tặng người hâm mộ sự xuất hiện của dàn sao Thái Lan đóng chính Ti Dốt, Quỷ Ăn Tạng 2 tại thành phố Hồ Chí Minh, giúp tác phẩm kinh dị này được nhiều khán giả quan tâm. Phim chính thức khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 18 tháng 10, nhưng trước đó, tác phẩm đã thu về 52 tỷ đồng doanh thu từ những suất chiếu sớm. Con số này đưa Ti Dốt 2 vượt mặt phần 1 để trở thành phim kinh dị Thái Lan có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, phim ghi nhận con số 62 tỷ đồng, theo Box Office Việt Nam.